Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Trực tiếp đám cưới Diệu Nhi anh Tú, bất ngờ khi có cặp sao nam nữ cùng bắt được hòa cưới. Nghe cô dâu Diệu Nhi và chú rể anh Tú trao gửi lời yêu thương cho nhau, dàn sao Việt có lúc khóc vì xúc động, có khi bật cười thành tiếng. Phút giây nhìn cô dâu của mình bước vào lễ đường, chiều 10 tháng 10, diễn viên anh Tú không ngăn được nước mắt dù đã rất cố gắng. Anh nói đã chờ đợi ngày trọng đại này với Diệu Nhi từ lâu. Cặp sao hẹn hò từ 2015 và đăng ký kết hôn năm 2019. Họ giữ chuyện tình bí mật và trải qua 3 năm hôn nhân trước tổ chức hôn lễ. Nhiều lần nghẹn giọng, anh Tú bảo: "Thường thì cô dâu là người khóc, nhưng hôm nay con xúc động quá." Cũng rưng rưng nước mắt không kém ông xã, nhưng Diệu Nhi giữ bình tĩnh hơn, liên tục dỗ dành anh Tú. Khoảnh khắc hạnh phúc, anh Tú khoe: "Cuối cùng con cũng đã có vợ." Còn Diệu Nhi thủ thỉ: "Có những lần anh chăm sóc em biết mình đã lấy đúng người." MC Trấn Thành là nghệ sĩ đầu tiên được mời chia sẻ cảm nhận trong đám cưới của anh Tú và Diệu Nhi. Với anh, đây là hai người em tử tế. Anh xúc động khi chứng kiến cặp sao giữ được tình yêu riêng tư đến ngày tổ chức đám cưới. Diễn viên Nam Thư quệt nước mắt xúc động khi nghe những lời cô dâu và chú rể trao gửi nhau. Trong khi nghe cô dâu Diệu Nhi bóc phốt chú rể anh Tú không phải bạn trai đúng ý, vợ chồng Thu Trang Tiến Luật và danh hài Trường Giang bật cười. Phần dẫn dắt lũng củng của Kiều Minh Tuấn trong vai trò MC cũng mang đến không khí vui vẻ cho buổi lễ. Ngày cưới của hai người em thân thiết trùng vào sinh nhật của Tiến Luật. Thời khắc cô dâu ném hoa cưới, một nhóm sao Việt còn độc thân được mời lên khu vực bắt hoa. MC Sam và diễn viên Anh Đức cùng chạm tay được vào bó hoa. Dàn sao Việt chúc mừng hạnh phúc của Diệu Nhi và anh Tú. Trấn Thành cầm máy selfie cùng nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, Trường Giang, Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Đức Phúc, Anh Đức, BB Trần, Hải Triều. Ca sĩ Sĩ Thanh hội ngộ các đồng nghiệp ở tiệc cưới của Diệu Nhi. Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu đáp chuyến bay buổi trưa để dự ngày vui của Diệu Nhi và anh Tú. Niềm hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống là chọn được đúng người để đi tới suốt cuộc đời, và Nhi của em đã làm được điều đó rồi, Kỳ Duyên nói. BB Trần và Hải Triều tái hiện khoảnh khắc Diệu Nhi và anh Tú khoe giấy đăng ký kết hôn. Phía sau là bức tường để các nghệ sĩ ký tên. Ngọc Trinh, Minh Hằng và stylist Phạm Bảo Luận đến chung vui với Diệu Nhi. Minh Hằng cảm nhận sự ngọt ngào, đáng yêu của cô dâu và chú rể. Hồi tháng 6, Diệu Nhi đã bắt được hoa cưới ở đám cưới của Minh Hằng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.